ngày kiêng hổ của người Dao đỏ Mù Xì Sang. Những ngày đầu năm mới hàng năm, người Dao đỏ ở xã Mù Xì Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu lại tổ chức tục kiêng hổ. Đây là dịp để dân bản được quần tụ vui chơi, trao đổi kinh nghiệm, làm ăn để có được một năm mới ấm no hạnh phúc. Các già bản người Dao đỏ ở xã Mù Xì Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu nói rằng, từ thời xa xưa, cha ông họ đã có tục kiêng hổ vào ngày đầu năm mới, kéo dài trong 3 ngày. Theo quan niệm của họ, ngày dần đầu tiên trong tháng Giêng âm lịch, hổ sẽ xuất hiện bắt gà, lợn và trâu bò, gây thiệt hại về người và của. Trong những ngày tục kiêng hổ, dân bản không lên nương, không lên rừng, nông cụ được xếp gọn gàng vào một góc nhà và không ai được đụng đến, đặc biệt là không gây ra những tiếng động lớn trong nhà. Họ cho rằng nếu làm những việc ấy sẽ gặp nhiều điều rủi ro trong suốt cả năm. Các cụ già thường ngồi viết chữ mừng năm mới, nam thanh niên tổ chức các trò chơi, phụ nữ thì may vá theo thùa, trẻ em được mặc những trang phục dân tộc đẹp nhất, mới nhất để vui chơi, giao lưu tìm bạn. Là xã vùng cao biên giới, Mù Xì Sang có 4 bản, Xéo Hồ Thầu, Mù Xì Sang, Tân Xéo Phìn, Tô Y Phìn, nằm ở độ cao 1.700m so với mặt nước biển. Cư dân toàn bộ là người Dao đỏ. Tục kiêng hổ ngày đầu năm mới là dịp để dân bản được quần tụ vui chơi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn để có được một năm mới ấm no hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.